Trân trọng giới thiệu đến quý đồng hương nhà quan East County Mortuary, nhà quan sang trọng, rộng rãi, trang nghiêm, một nơi lý tưởng cho việc mai táng, phục vụ theo phong tục và nghi lễ phù hợp mọi tôn giáo, với chuyên viên Việt Nam cô Đỗ Thái Uyên uy tín, kinh nghiệm, tận tâm, chu đáo, với chi phí thấp nhất, sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ mọi khó khăn xảy ra trước, trong và sau khi người thân qua đời. Để được hướng dẫn tận tình mọi chi tiết tất cả các dịch vụ về hậu sự, xin gọi cô Đỗ Thái Uyên 619-518-8510 hoặc 619-582-1989.